Vâng đồng chí, xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà sàn Bê tông đồng chí nhé. Hôm nay thì mình giới thiệu cái bộ khung của ngôi nhà này. Hiện tại như bây giờ các bác nhìn từ phía mặt tiền vào là đây là cái sảnh nhé. Ngôi nhà này có sảnh này. Đây sảnh nhé. Và bên này là có hai cầu thang lên hai bên nhé các bác nhé. Mỗi một bên là một cầu thang xương cá này, một cầu thang xương cá lên là có chống nghỉ, chống nghỉ một bậc xong lại lên tiếp sàn trên nhà nhé. Bên này cũng vậy và bên kia cũng vậy. Và tít trên kia là còn một tầng, trên đấy là chính thức nhà này là hai tầng nhé. Bây giờ đang vào khâu hoàn thiện ở phần xây này, mái cũng đang chuẩn bị lợp rồi. Thì nhà này thì dưới cầu thang có cửa vào ở phần dưới mái nha các bác nhé, và hai bên như mọi người nhìn này, lan can lên cầu thang lên hai bên này. Và bây giờ mình cùng nhau đi lên cầu thang lên phía trên nhà xem thế nào nhé. Đây, bây giờ là đi lên đây cầu thang xương cá này, và đây là chống nghỉ này. Cầu thang bên này là lên lên qua nhà tầng 1 thôi nhé, còn cầu thang bên kia lên qua tầng 2. Lát nữa mình qua bên kia mình giới thiệu cho các bác xem. Và bây giờ lên sàn nhà, chính thức là sàn nhà đây. Bây giờ hướng đi vào này là bên nhà này và sảnh này. Hiện tại bây giờ mình đang thấy chỗ này là sảnh nhé. Đây là phía mặt tiền phía đường quốc lộ đây. Đường quốc lộ 170 nhé. Mình đang vào khâu hoàn thiện thì khá là bừa bộn. Thì hôm nào hoàn thiện xong hết thì là mình sẽ lên video tiếp theo cho các bác tham khảo cái mẫu này. Thực chất cái mẫu nhà này là cực đẹp, cực hot của năm 2022 luôn. Đấy, ở phía sảnh này thì cũng đang lợp mái nhé. Còn trong nhà này thì có xây những bức tường buồng ngủ này. Đấy, về phía sảnh như mọi người nhìn thấy này là chuyển đoạn nhé, trông truyền nhé. Sảnh này không có cầu đầu, nó chỉ là xà không trông truyền thôi. Thì hai bên là chạy ván diềm này, hai bên của ván diềm nhé. Thì là thợ lợp mái bây giờ đang bắn tôn các bác nhé, bắn xung quanh diềm, còn phần mái trên là đang bắn tôn. Thì nhà này là chạy ván diềm tứ bề nhé. Mẫu nhà này thì lòng mở 3m2 này và nách 2m2 này. Ở đây như các bác nhìn phần trên kia là đang ở tầng 2 kìa. Còn một ngôi nhà trên đấy nữa thì là từ cái nhà này lên qua bên kia là đây, sàn đấy, như các bác nhìn sàn đấy. Lên đấy là dựng một tầng lên nữa. Thì nhà này diện tích mặt sàn cũng rơi vào tầm độ khoảng 250m2 sàn dưới nhé. Còn chưa tính cả sàn trên nữa. Nếu mà tính hết chi li ra nhà này thì cũng rơi vào tầm độ khoảng 350 đến gần 400m2 đấy. Thì khá là rộng luôn mẫu nhà này. Thế là mình tính hai ấy nhé. Đây cái cầu thang này là lên qua bên này này. Bây giờ mình trực tiếp lên qua cái nhà này lên bên trên cái nhà kia xem. Nhà này thì cũng là cầu thang sực cá. Trực tiếp từ cái nhà kia lên nhé. Đây là gọi là nhà tầng 3. Lúc nãy là mình ở tầng 2. Thì thường nhà sàn này có là hai tầng, thì một tầng mái thì gọi là tầng một tầng này, phần sàn trên là tầng thứ hai này. Còn nhà này thì là 3 tầng, còn một sàn trên nữa gọi là tầng thứ 3. Tầng này thì là chủ yếu là làm để khách này hoặc là gia đình lên ngắm cảnh thôi, bởi vì ở đây
với cái góc nhìn đi ra ngoài hồ Thác Bà thì khá là phong cảnh khá là đẹp luôn. Bừa bộn quá các bác ạ. Không dọn được cái này. Đây đây, bây giờ mình ở tầng thứ ba để mình quay xuống cho bác nhìn ở tầng 2. Tầng 2 kia có cái sảnh đi ra kia nhé. Sảnh còn một mái này. Còn tầng thứ hai một mái này, tầng thứ ba một mái này. Thì nhà này cũng là ba mái thôi nhưng mà mẫu khác với những cái nhà khác. Có nhà thì rất nhiều mái nhưng mà là chỉ đấy tính cái mái phong. Thì nhà này là phòng xây trực tiếp trong nhà và xây ở bên dưới tầng 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 thứ ba đây phòng. Còn tầng 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 thứ ba trên này thì chắc là không xây, sẽ để nguyên khung như nhà sàn thôi. Còn là tầng thứ hai ở bên dưới sàn của nhà này là xây nhé. Thì là phần tầng thứ ba này là vẫn đang làm, vẫn chưa xong các bác ạ. Thì là cao quá, thực ra trên này nhìn xuống khá là nguy hiểm luôn. Đây như các bác nhìn view đi ra ngoài hồ Thác Bà cái cảnh cực là đẹp luôn. Còn về phía bên này của tầng 2 ấy là có đủ cái mái chân nhé. Mái chân này thì trực tiếp bây giờ mình đang đứng tầng 3 này. Đủ đủ một cái mái ở cái chỗ gian trái nhé các bác nhé. Thì mẫu nhà này là mẫu chuyển đoạn hết. Đây cái bên trái này là đổ mái bằng. Đây thợ lợp mái vẫn đang tiến hành lợp nhé các bạn nhé. Nhà này có chạy ở ván diềm xung quanh tứ bề theo xà. Còn mẫu hoa văn thì nhà này mẫu hoa văn nổi. Đây nha, phải đắp đây nhé. Đây là mình chạm trổ vào trực tiếp vào cột phà xong ghép, thế là mình đổ tông tháo ra nó mới nổ vậy nhé. Còn là tổ đầu này cũng là mẫu hoa văn nổi này. Hoa văn trực tiếp luôn nhé. Đây, bên này là hoa văn nổi đầu nghé, hoa nổi hết này. Còn những cái đầu cái khay con là hoa nổi hết nha các bác nhé. Ở những con chuyền này cũng là hoa nổi này, hoa văn nổi này. Con chuyền trồng chuyền trên câu đầu, những cái chóp cũng vậy này. Và ở cái nóc ấy, đòn tay nóc ấy cũng là hoa nổi nhưng mình thực ra là quay này nó khó thấy quá, tối mù mịt không thấy gì. Cái đòn tay nóc mờ mờ thôi, các bác rất thông cảm. Hôm nay mình quay video thì nó cũng không nắng lắm, trời nó khá mù nên quay nó không sắc nét lắm nên các bác rất thông cảm cho. Mở khóa đi. Hiện tại bây giờ mình đang quay cái nhà này là mái thứ hai nhé. Mái thứ ba thì lúc nãy mình ở bên kia là vẫn còn đang dở dang cái pha thôi. Đây là mái thứ hai của tầng thứ ba nhé. Còn bên này bên sảnh này. Sảnh này mình cũng có đúc đòn tay nóc nhé, nhưng mà sảnh này thì là nó không không có đầu,
thì là chỉ làm cái pha vượt xong làm sảnh thôi. Anh em mà đang cán mái thì cán xong rồi, bây giờ đang vào khâu lợp. Bây giờ các bạn nhìn cái tầng thứ ba nhé, mái của tầng thứ ba nhé, có nghĩa sàn thứ ba, sàn thứ ba và còn cái mái nhà là mái thứ ba nhé, mái thứ ba nó vẫn đang dở dang, là cũng chạy riềng tứ bề. Mình có nói về nhà này là tính hết mặt sàn và dưới cả trên ấy, thì cũng rơi vào tầm độ gần hơn 300 mét vuông thì 300 mét vuông nhé. Còn tính nguyên này, nguyên sàn của phần dưới thì là nó chỉ là 200 mét vuông thôi, hơn 200 mét vuông tính ra. Còn nếu mà mình cộng tổng cả trên cả dưới thì nó nhiều đấy. Khá là bừa bộn. Vẫn chưa dơ ráo ra nên quay này thì rất khó nhìn nhé. Bên này là chạy bắn diêm hết nhé. Bắn diêm tứ bề nhé. Cái nhà này từ cái cốt từ cái mặt sàn lên đến xà vẫn là 3 mét 1 nhé, 3 mét 1. Thì ở dưới phần mái lúc nãy mình quên không giới thiệu là ở phần cốt không 3 mét 4 luôn, khá là cao thoáng luôn. Cán mái, cán hết mái rồi. Để tôn lấy về hết ở dưới kia nha. Vẫn chưa gọi là chưa kéo lên lợp. Thì bây giờ đang bắn diêm với những cái máng ở cái phần sảnh kia. Khi lắp máng hết rồi thì mới bắt đầu tôn lên lợp. Còn thợ xây thì hôm nay là nghỉ, chưa xây. Chưa xây được sửa giang thì hôm nay bận nghỉ rồi. Mai kia lại bắt đầu xây. Các bạn nhìn cái bên mặt bên trái này là đổ máy bằng nhé. Và xây thêm một. Và bây giờ là hướng quay về phía đông hồ nhé. Đây hướng mặt tiền quay về hướng đông hồ. Còn cái hướng cầu thang lên là hướng bên kia. Thì xin giới thiệu lại, nhà này thì có hai cầu thang lên hai bên và có một sảnh hướng ra phía đường quốc lộ. Mà nhìn này khá là rộng thênh thang luôn nhé. Rồi, em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video của em nhé. Các bác ở video tiếp theo của em nhé, nhớ ủng hộ và đăng ký kênh cho em nhé.